Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 245 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua hơn ngàn vạn năm. Một chiếc vực giới phi chu rốt cuộc cũng đến được Viêm Long vực giới. Ba sinh vật hình người màu đen bay ra khỏi Viêm Long vực giới. Lôi Tình chúa tể, đa tạ. Người cũng không cần ở đây chờ chúng ta đâu. Thật ra theo chúng ta phỏng đoán, đạo quân nhỏ bé kia sẽ không dám làm trái chúng ta. Ngoan ngoãn hai tay dâng vực giới phi chu lên thôi. Khi đó chúng ta có vực giới phi chu rồi, không cần làm phiền Lôi Tình chúa tể. Lôi Tình chúa tể lấy đạo lôi điện thành tựu chúa tể, tốc độ nhanh đến đáng sợ, uy danh lan xa. Lôi Tình chúa tể cười nói: các đế quân còn nhẫn nhịn, thế nhưng đạo quân thì lại khác đấy. Tuổi thọ của bọn họ ngắn ngủi, đa số tính tình rất bạo liệt. Hắn lại có thành ma chúa tể làm người đi theo. Nếu thật sự trở mặt với các ngươi, trốn trong pháp bảo động thiên của thanh ma chúa tể thì chưa chắc các ngươi cướp được đâu. Ba sinh vật hình người màu đen tràn đầy tự tin nói: chúng ta tin tưởng hắn không dám chống đối chúng ta đâu. Lôi Tình chúa tể thầm bĩu môi: các đại năng đỉnh cao trong vũ trụ hỗn độn bao la phần lớn đều ghét Băng Phong quân đoàn, nhưng Băng Phong quân đoàn là thế lực đáng sợ, một số dị vũ trụ chi chủ cũng phải lùi bước. Tại Viêm Long vực giới, Thiên Thương vực, bên trong Thiên Thương vĩnh hằng giới, xoẹt xoẹt, ba sinh vật hình người màu đen to lớn bước ra từ khe hở thời không, hơi thở hùng hồn, đẳng cấp chúa tể. Một sinh vật hình người màu đen nói: chắc chắn đó là Thiên Thương cung rồi. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh cười nói: may mắn có Đông Hỏa chúa tể truyền bá rộng rãi tất cả tin tức về Bắc Minh đạo quân, nếu không thì chúng ta khó biết tin tức tỉ mỉ được. Nghe nói đến nay Đông Hỏa chúa tể vẫn còn bị nhốt trong Giao Hỏa cánh, nên Đông Hỏa chúa tể mới oán hận Bắc Minh đạo quân. Thế nhưng Giao Hỏa cánh cũng thật đáng sợ, bằng vào ba người chúng ta e rằng không có cách nào cứng rắn xông vào đâu, phải là tướng quân tự mình đến mới có cơ may. Nhưng ta tin rằng Bắc Minh đạo quân đó thông minh như vậy sẽ không đấu cứng với chúng ta đâu. Ba sinh vật hình người màu đen bay trên trời cao, lao thẳng hướng Thiên Thương cung. Bên trong Thiên Thương cung, Đan Bảo đạo quân đang luyện đan, Tô Vô Cơ, Kỷ Linh, Thiên Nhất đế quân ở một bên xem xét. Tô Vô Cơ mong chờ nói: đã ngửi được mùi đan dược rồi. Xoẹt đùng, lách tách lách tách, lửa cháy hừng hực dưới đan lô. Đan Bảo đạo quân hết sức khống chế lửa. Kỷ Linh gật đầu nói: không tệ, Đan Bảo luyện đan càng ngày càng lợi hại hơn rồi, giờ đã là luyện đan đại tông sư nổi tiếng trong Vô Tận Cương vực chúng ta, làm ta tự nhận kém xa. Tô Vô Cơ nâng Kỷ Linh lên: đó là vì chủ nhân không bỏ sức vào việc luyện đan thôi. Trong lòng Tô Vô Cơ luôn xem Kỷ Linh là yêu nghiệt nhất. Hiện giờ cảnh giới của Kỷ Linh rất cao, đạo trận pháp đến cảnh giới siêu cao, cảnh giới đạo lửa cũng cao, cách khống chế lửa luyện đan cao minh hơn Đan Bảo đạo quân. Nhưng về việc phối hợp vận dụng dược tính các loại chân tài cần thử luyện đan vô số lần, Kỷ Linh có quá ít kinh nghiệm. Bùm, đột nhiên một uy áp đáng sợ ập đến. Bùm, Đan Bảo đạo quân hết hồn, đan nô lổ cái đùng, lò linh đan thế là hỏng. Tô Vô Cơ, Thiên Nhất đế quân nhìn lên trên: chuyện gì xảy ra vậy? Kỷ Linh nhíu mày nói: uy áp quá mạnh, cấp chúa tể ư? Sao cứ gặp chúa tể hoài vậy? Chúa tể rất hiếm thấy, là đại năng đỉnh cao nhất trong một phương vực giới. Lần trước Đông Hỏa chúa tể lao đến cũng đành thôi, mới qua mười mấy hỗn độn kỷ nguyên, sao lại có hơi thở chúa tể nghiền áp đến, rõ ràng là đến gây hấn. Kỷ Linh vẫn rất bình tĩnh: đi nhìn thử xem. Vèo một tiếng, hắn phá không bay ra, Thiên Nhất đế quân theo sau ngay. Hai người bay đến bầu trời Thiên Thương cung, nhìn đằng trước. Kỷ Linh biến sắc mặt, ba thân hình hơi to lớn đứng trong không trung phía xa, không phải tu hành giả mà là sinh vật hình người màu đen. Có đến ba sinh vật hình người màu đen, khác với sinh vật hình người màu đen Tây Tư tộc mà Kỷ Linh đã từng thấy. Trên người ba sinh vật hình người màu đen này có đồ án màu bạc, toát ra hơi thở băng giá. Kỷ Linh hết hồn: đế quần áo đen của Tây Tư tộc ư?
lại có đến ba người sao? Đế quân áo đen rất đáng sợ, thân thể mạnh hơn chúa tể bình thường rất nhiều, nên chiếm ưu thế khi chém giết. Kỳ Linh Cửu Trần từng đi một động quật có một sinh vật hình người màu đen đã đồng quy vô tận với hai chúa tể. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh hỏi: "Người chính là Bắc Minh sao?" Kỳ Linh đáp: "Đúng vậy, là ta. Xin hỏi ba vị đến Thiên Thương Cung có chuyện gì vậy?" Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ cười khẩy nói: "Ha, ta tìm ngươi đương nhiên có chuyện rồi. Không có việc mắc gì, chúng ta lặn lội đến Viêm Long vực giới làm cái gì?" Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh nói: "Bắc Minh à, nghe nói ngươi được một chiếc vực giới phi chu phải không?" Tim Kỷ Linh rất cái bịch khi nghe thế vậy. Quả nhiên vì vực giới phi chu mà đến. Sức hấp dẫn của vực giới phi chu quá lớn, hấp dẫn đến ba sinh vật hình người màu đen. Thế nhưng Kỷ Linh không ngán đám chúa tể. Đế quân liên minh 16 vực giới thì sợ gì ba sinh vật hình người màu đen này đây? Kỷ Linh hỏi lại: "Ta có thì sao, không có thì lại thế nào?" Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh, mắt lóe tia sáng: "Ở trước mặt chúng ta còn dám vênh váo như vậy ư? Gan lắm. Nếu người có vực giới phi chu thì ngoan ngoãn giao ra đi, chúng ta sẽ tha mạng cho. Nếu không có vực giới phi chu thì ngươi đã vô dụng, các ngươi chết hết đi." Sinh vật hình người màu đen một mắt lạnh lùng nói: "Đưa vực giới phi chu ra, không đưa thì tất cả người liên quan đến ngươi, bao gồm cả ngươi, đều phải chết đi." Xoẹt, một khe hở thời không xuất hiện ở phía xa. Ba sinh vật hình người màu đen ngoái đầu nhìn, một chiếc vực giới phi chu bay ra từ khe hở thời không. Ba sinh vật hình người màu đen lộ ra tia vui mừng: "Là vực giới phi chu ư? Tiểu tử rất là dứt khoát. Giỏi, giỏi, vậy mới là thông minh. Giao vực giới phi chu thì các ngươi được sống mà. Đưa vực giới phi chu cho chúng ta đi." Ba sinh vật hình người màu đen rất vui vẻ trông thấy cảnh này. Trước đó bọn họ sưu tầm nhiều tình báo, biết đạo quân này không dễ chọc. Nếu Bắc Minh đạo quân luôn trốn trong gia hỏa cảnh thì bọn họ đành bó tay, phải đi mời tướng quân lang chủ. Nếu tướng quân ra tay thì bọn họ không có công lao gì. Hơn nữa, bên cạnh đạo quân có thanh ma chúa tể, nếu hắn muốn chạy trốn sẽ rất rắc rối. Chỉ cần Kỷ Linh ngoan ngoãn giao đồ ra thì bọn họ chấp nhận rộng rãi tha mạng cho hắn. Vèo. Một thiếu niên áo trắng, một khô lỗi chân chất, bộ dạng dị tộc lông trắng, một lão nhân gầy nhom bay ra từ vực giới phi chu. Kỷ Linh pháp thân, Thiên Nhất Đế Quân pháp thân tạm thời lui lại. Kỷ Linh mở miệng hỏi: "Ba người là ai? Mở miệng đã đòi vực giới phi chu vậy?" Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh lạnh nhạt nói: "Ba chúng ta là binh sĩ của băng phong quân đoàn. Ba chúng ta phiêu bạt qua các vực giới, bỗng nghe tin về ngươi nên nhanh chóng chạy đến đây, muốn hiến vực giới phi chu của ngươi cho lang chủ tướng quân của chúng ta. Tiểu tử, đạo quân nhỏ bé nhà ngươi tuổi thọ mới dài bao nhiêu đây? Sợ là chưa thăm dò hết Viêm Long vực giới. Vực giới phi chu này không có tác dụng với ngươi đâu. Giao cho chúng ta đi, các ngươi cũng tránh thoát được một kiếp nạn." Kỷ Linh cao mày nói: "Băng phong quân đoàn ư?" Thanh ma chúa tể biến sắc mặt nói: "Đúng thật là băng phong quân đoàn." Kỷ Linh truyền âm hỏi: "Thanh ma biết la lịch của băng phong quân đoàn sao?" Thanh ma chúa tể đáp lại: "Bạc mình cũng biết chiến tranh thượng cổ Tây Tư tộc thua trận, để lại nhiều báu vật rơi vào tay tu hành giả không?" Kỷ Linh lắng nghe: "Trong đó có một số binh khí chiến tranh đỉnh cao nhất, là binh khí rất đáng sợ của Tây Tư tộc. Ví dụ như thanh dương tinh là loại đỉnh cao nhất, trong đó đã rơi vào tay Đặt Phong lĩnh chủ. Thế nên Đặt Phong lĩnh chủ uy danh lan xa, địa vị cao hơn dị vũ trụ chi chủ bình thường rất nhiều. Dù là băng phong quân đoàn cũng không đi chọc vào Đặt Phong lĩnh chủ đâu. Thủ lĩnh của băng phong quân đoàn bình thường được tôn xưng là bệ hạ cô độc, xuất thân là cổ tu hành giả, tính cách rất quái dị, bình thường mặt luôn lạnh như băng, rất thích giết chóc. Chỉ khi giết chóc hắn mới nở nụ cười. Bệ hạ cô độc từng được một bảo khố của Tây Tư tộc, bên trong có binh khí chuẩn bị chiến đấu. Bệ hạ cô độc tự mình nắm giữ binh khí chiến tranh đỉnh cao nhất, còn được 4 đế quân áo vàng, 69 đế quân áo đen. Bệ hạ cô độc thi triển nghi thức xả thân biến thành đế quân áo vàng, có 3 chúa tể đầu vào hắn cũng chuyển thành đế quân áo vàng. Trong năm tháng sau đó có một số vĩnh hằng đế quân chuyển hóa thành đế quân áo đen, hình thành một quân đoàn đáng sợ. Bệ hạ cô độc
là thủ lĩnh của quân đoàn này, được hắn đặt tên là Băng Phong Quân Đoàn. Nghe tên thì rất bình thường, thế nhưng Băng Phong Quân Đoàn nổi tiếng dữ dằn. Nếu chọc giận bệ hạ cô đơn thì sẽ không chết không ngừng. Bệ hạ cô đơn từng dẫn lên mấy trận đại chiến, còn hủy đi một dị vũ trụ. Đã có ba dị vũ trụ chi chủ chết trong tay hắn rồi. Đương nhiên mấy lần đại chiến làm quân đoàn dưới trướng bị tổn thất nặng nề. Nghe nói đế quân áo đen chỉ còn lại 61 vị. Kỳ Linh nghe mà kinh. Cái gì? Dị vũ trụ chi chủ mà bị chết ba vị sao? Kỳ Linh không kiềm được hỏi. Chẳng phải dị vũ trụ chi chủ có thể trốn vào dị vũ trụ hay sao? Chẳng lẽ bệ hạ cô độc chỉ huy một dị vũ trụ ư? Thanh Ma truyền âm trả lời. Binh khí chiến tranh đáng sợ nhất của bệ hạ cô độc chỉ có hai cái công khai. Một cái có thể thi triển trong chớp mắt. Hai dị vũ trụ chi chủ kia không kịp chạy trốn đã bị đánh chết rồi. Một dị vũ trụ chi chủ trốn vào dị vũ trụ. Bệ hạ cô độc nổi giận giết vào. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cuối cùng nguyên dị vũ trụ hủy diệt. Dị vũ trụ chi chủ đó cũng đã chết rồi. Trận chiến ấy khiến bệ hạ cô độc chính thức nổi danh như cồn, khiến cho Băng Phong Quân Đoàn thành một thế lực đáng sợ, đỉnh cao nhất trong vũ trụ hỗn độn bao la. Thanh Ma truyền âm cảm thán. Một dị vũ trụ chi chủ trốn vào dị vũ trụ của mình mà vẫn bị giết chết. Nguyên dị vũ trụ bị hủy diệt. Nên mọi người đoán bệ hạ cô độc trừ hai binh khí chiến tranh đã công khai ra, còn một binh khí chiến tranh Tây Tư tộc siêu đáng sợ. Vì vậy Bắc Minh à, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ kỹ nên đứng đối Băng Phong Quân Đoàn như thế nào đi. Bọn họ không dễ chọc vào đâu. Ta phiêu bạt đơn độc, không có báu vật gì cả. Băng Phong Quân Đoàn không đến mức động can qua truy sát một mình chúa tể như ta đâu. Còn Bắc Minh ngươi chỉ có vực giới phi chu, Băng Phong Quân Đoàn sẽ không dừng tay lại đâu. Thanh Ma rất kiêu ngạo, lão cảm thấy Kỳ Linh còn có tông môn quê hương nên cần suy xét nhiều mặt. Kỳ Linh liền hỏi: Thanh Ma, Băng Phong Quân Đoàn trừ bệ hạ cô độc ra, bà đế quân áo vàng dưới trướng có binh khí chiến tranh không? Thanh Ma trả lời dứt khoát: Không có. Băng Phong Quân Đoàn gây mấy trận đại chiến, thế nhưng chưa từng nghe nói ba vị đế quân áo vàng có binh khí chiến tranh. Kỳ Linh thầm thở phào, vì một chiếc vực giới phi chu, thân phận địa vị của bệ hạ cô độc cao như vậy, không đến mức tự mình đi đối phó với một đạo quân như hắn. Kỳ Linh truyền âm hỏi: Phải rồi, cầm hỏa thân so với bệ hạ cô độc thì ai lợi hại hơn? Kỳ Linh có chút phán đoán riêng, thế nhưng Thanh Ma sống lâu hơn, kiến thức nhiều rộng hơn. Thanh Ma đáp: Khó nói ai càng lợi hại hơn. Trí tuệ của cầm hỏa thân hơi thấp, tuy nó bẩm sinh rất mạnh, có thân thể gần như không thể hủy diệt, thế nhưng dị vũ trụ chi chủ có thể giữ mạng. Bệ hạ cô độc thì lại khác, hắn hiểu cách dùng binh khí chiến tranh, uy hiếp lớn hơn. Kỳ Linh lại hỏi: Vậy nếu cầm hỏa thần và bệ hạ cô độc đánh nhau thì sao đây? Thanh Ma trả lời: Cầm hỏa thần không giết bệ hạ cô độc được, thế nhưng bệ hạ cô độc cũng không thể giết cầm hỏa thần. Ta sống lâu như vậy tôi chưa từng nghe nói qua trong tu hành giả trừ tí chí tôn ra có đại năng nào chấn áp được hỗn độn nguyên thú, chứ đừng nói giết chết. Bắc Minh à, người cũng biết con cầm hỏa thần đó bị tôn chủ tồn tại đỉnh cao nhất Tây Tư tộc bắt đi, có đến ba tôn chủ ra tay mới bắt giữ được nó mà nó không sứt mẻ gì. Tóm lại, văn minh tu hành giả công nhận chỉ có chí tôn mới giết được hỗn độn nguyên thú. Nghe đến vậy, Kỳ Linh đã có quyết định. Thế là tốt rồi. Theo những tin tức Kỳ Linh có được, hắn cũng cho rằng dưới chí tôn không ai có thể giết được cầm hỏa thần. Nếu lúc Tây Tư tộc ở thời kỳ đỉnh cao, sức chiến đấu cao nhất, có lẽ hắn còn cơ may bắt giữ hỗn độn nguyên thú, dùng chút thủ đoạn có thể giết được nó. Thế nhưng Tây Tư tộc đã bị hủy diệt, tuy bệ hạ cô đơn đáng sợ nhưng chỉ được một bảo khố binh khí chuẩn bị chiến đấu mà Tây Tư tộc đã để lại. Thanh Ma truyền âm hỏi: Ngươi định làm sao bây giờ? Kỳ Linh trả lời: Thanh Ma, ta từ chối bọn họ huynh có sợ không? Thanh Ma ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh: Ta là chúa tể đơn độc lưu lạc khắp nơi thì sợ cái gì? Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Kỳ Linh gật đầu nói: ta có nắm chắc mà. Trong khi Kỳ Linh, Thanh Ma chúa tể truyền âm nói chuyện thì ba sinh vật hình người màu đen nhàn nhã đứng đợi. Ba người nhìn ra được Bắc Minh đang bàn bạc với Thanh Ma chúa tể. Đạo quân nhỏ bé này sẽ nghe Thanh Ma chúa tể cảnh báo sự cường đại của Băng Phong Quân Đoàn bọn họ, tin tưởng rất nhanh hắn sẽ có lựa chọn thông minh.
sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh nhìn Kỳ Linh. Sao, giờ đã biết Đăng Phong quân đoàn rồi sao? Kỳ Linh nói, đạo quân ta đây kiến thức hạn hẹp, hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói qua, bội phục, bội phục. Sinh vật hình người màu đen một mắt không kiên nhẫn cau mày nạt, đừng nói nhảm, mau mau giao vực giới Phi Chu ra, nếu không chúng ta sẽ ra tay, khi đó chẳng những ngươi sẽ chết đi, tông môn của ngươi cũng sẽ chết hết thôi. Bọn họ sớm đã thành thói quen thô bạo, họ vốn là Vĩnh Hằng Đế Quân hơi lợi hại, sau khi làm nghi thức xả thân là một thành viên của Băng Phong quân đoàn, khi đó trong vũ trụ hỗn độn bao la, dù là chúa tể dị vũ trụ chi chủ sẽ vì kính sợ uy danh của Băng Phong quân đoàn mà khách sáo với họ. Ban đầu bọn họ sợ đạo quân không biết lai lịch Băng Phong quân đoàn mà trở mặt nên còn ráng nhịn, giờ bắt đầu giờ giọng cưỡng ép. Kỳ Linh đứng yên, Thanh Ma Bạch Dung cũng đứng hai bên. Kỳ Linh cười nói, ta không muốn đối địch với Băng Phong quân đoàn, cũng không có tư cách chống lại, thế nhưng một chiếc vực giới Phi Chu quý giá biết bao, bắt ta tự dưng giao ra như thế này, tuy đạo quân ta đây yếu nhưng còn lòng kiêu hãnh mà, ta có một cách vẹn toàn, các ngươi vừa được vực giới Phi Chu mà ta cũng có thể chấp nhận được. Sao, cách vẹn toàn ư? Nói đi. Ba sinh vật hình người màu đen đã hơi giận, Băng Phong quân đoàn uy danh biết bao, chúa tể bình thường nghe tiếng đã sợ run, chỉ một số chúa tể độc hành không vững bận mới dám kiêu ngạo một chút. Kỳ Linh nói, rất đơn giản, Băng Phong quân đoàn các ngươi mua vực giới Phi Chu. Ba sinh vật hình người màu đen nhìn nhau, mua sao? Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh tùy ý ra một cái khay vàng to cỡ bàn tay, đó là động thiên chư vật. Được, trong động thiên chư vật của ta có nhiều báu vật, cho người đấy, đưa vực giới Phi Chu ra đây. Hai sinh vật hình người màu đen bên cạnh hờ hững, bọn họ cảm thấy đạo quân nhỏ bé chỉ đang tìm bậc thang để leo xuống, họ tùy tay ném ra chút báu vật là xong. Kỳ Linh lắc đầu từ chối, giá trị phải ngang bằng vực giới Phi Chu. Ba sinh vật hình người màu đen biến sắc mặt nói, ngang bằng sao? Lần đầu tiên bọn họ nhận ra đạo quân nhỏ bé trước mặt họ không hề chịu thua tìm bậc thang leo xuống mà rất cứng rắn. Một chiếc vực giới Phi Chu quý giá biết bao, tòa Xích Ba Điện ngày xưa còn kém xa. Ba sinh vật hình người màu đen này giao hết báu vật ra cũng không đủ giá trị, tướng quân lang chủ của họ dốc hết báu vật mới miễn cưỡng có hy vọng. Trao đổi ngang giá trị ư? Nếu là đại năng giả địa vị ngang hàng, ví dụ bệ hạ cô độc và đạt phong lĩnh chủ trao đổi thì giao dịch này hợp lý, vì bình thường không ai chịu bán vực giới Phi Chu, trao đổi giá trị ngang bằng đã là may. Nhưng đó là đạt phong lĩnh chủ, lão có thanh dương tinh nên cùng đẳng cấp với bệ hạ cô độc, đạo quân nhỏ bé mà yêu cầu giao dịch bằng giá sao? Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh mắt lấp lóe tia sáng lạnh. Sao, ngươi đang tự tìm đường chết sao? Kỳ Linh toát ra khí thế sắc bén. Ta đã chấp nhận lùi một bước, các ngươi đồng ý thì trao đổi, không chịu thì ta không đời nào đưa miễn phí vực giới Phi Chu đâu. Ba sinh vật hình người màu đen tức điên người, trừng mắt nhìn đạo quân nhỏ bé trước mặt. Ngươi dám cứng miệng với bọn họ ư? Muốn chết ư? Giết! Sinh vật hình người màu đen một mắt ra tay trước, chớp mắt hóa thành luồng sáng lao vào Kỳ Linh. Gã vung tay phả lên, nguyên cánh tay như trường mâu đâm hướng Kỳ Linh, đầu ngón tay là mũi mâu. Cơ thể của sinh vật hình người màu đen một mắt vốn rất mạnh, vị trí nào cũng là binh khí. Trường mâu cánh tay xuyên thấu mọi chướng ngại vật, uy năng làm chân mày Kỳ Linh cũng phải nhúc nhích. Bạch Dung hộ vệ đứng cạnh Kỳ Linh tức giận hừ mũi. Bạch Dung hộ vệ xông lên trước, hóa thành tấm vải trắng lớn kéo ra bao trùm đối thủ. Sinh vật hình người màu đen một mặt khinh thường nói, khôi lỗi nhỏ bé cũng dám ngăn cản ta sao? Gã là cấp chúa tể, tuy cảnh giới kém một chút nhưng cơ thể đế quân áo đen cho gã uy năng cực mạnh, ngang ngửa chúa tể bình thường, thân thể rất cứng, khi đánh nhau sống chết với chúa tể bình thường sẽ chiếm ưu thế. Phập! Một kích đáng sợ cấp chúa tể đâm vào vải màu trắng, vải rất cứng không ngừng mấp máy giảm lực. Sinh vật hình người màu đen một mắt giật mình kêu lên, cái gì? Cản được rồi ư? Hai sinh vật hình người màu đen khác cũng hành động, giết bọn họ, giết, cướp đi vực giới Phi Chu. Vèo vèo, hai người tốc độ siêu nhanh, tuy Bạch Dung hộ vệ chặn được một sinh vật hình người màu đen nhưng phải dốc hết sức ra, không rảnh ngăn hai sinh vật hình người màu đen khác. Thanh Ma lại cười phá lên,
Thanh Ma biến thành hình dạng dị thú, một dị thú bốn vó, toàn thân có vảy màu xanh, đầu hình thành tam giác, cái đuôi dày, vảy tựa như roi thép vậy, toàn thân tỏa ánh sáng đen âm u. Thanh Ma giống to, xé gió, bay lên nghênh đón. Sinh vật hình người màu đen, mảnh khảnh, mừng rỡ truyền âm. Đạo quân này không trốn vào pháp bảo động thiên của Thanh Ma chút tệ, để ta bám giữ Thanh Ma, người đi giết đạo quân. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ cũng mừng húm. Được. Bọn họ không ngờ đạo quân này lại không thèm trốn. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh, tuy giỏi dùng đao, nhưng vì bám giữ Thanh Ma nên không sử dụng binh khí nào, chỉ dùng tay không. Toàn thân của gã như binh khí, cố hết sức bám chặt Thanh Ma. Vèo. Trường chém ra, cánh tay phải dài ra vạn dặm. Bộp. Thanh Ma biến ra bản tôn, cái đuôi quất thẳng vào bàn tay màu đen. Xoẹt. Cánh tay phải màu đen dài vạn dặm đột nhiên đổi hướng, tay như cây roi co thành hình tròn, tích đẩy sức mạnh rồi lại bật ra. Mỗi một vị trí trên người sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh như cây cung to. Thực lực của Thanh Ma chút tể chiếm ưu thế trong cuộc đấu, cảnh giới cũng mạnh hơn nhiều, nhưng công kích vào người đế quân áo đen thì không tổn thương được. Đế quân áo đen dư sức bám chân lão. Thanh Ma chút tể thầm nhủ: đế quân áo đen này thật khó chơi, muốn giết đế quân áo đen thì hoặc là dùng thực lực tuyệt đối để đánh lâu dài, chờ nó hao hết năng lượng cũng là lúc chết đi. Thực lực của ta chưa đủ trình độ cưỡng ép giết chết được. Trong lúc chiến đấu, Thanh Ma lướt trộm Kỳ Linh ở phía xa, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sao? Bắc Minh định một mình ứng đối một sinh vật hình người màu đen sao? Có nắm chắc tự bảo vệ mình được không đấy? Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ vui vẻ nói: đạo quân nhỏ bé thật là cuồng vọng, nhưng người cuồng cũng rất tốt thôi, cho chúng ta cơ hội. Nếu không chúng ta sẽ phải đại khai sát giới, bắt các đệ tử Thiên Thương Cung mới uy hiếp được ngươi, và chưa chắc thành công. Hiện tại chỉ cần giết ngươi thì vực giới Phi Chu sẽ vào tay ta. Kỳ Linh đứng giữa không trung, bình tĩnh nhìn sinh vật hình người màu đen trước mắt mình. Có phải ngươi mừng hơi sớm không? Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ vung bàn tay to, bàn tay đen to lớn che kín cho bầu trời, bao trùm cả Kỳ Linh. Đã gấp gáp muốn chết như vậy thì ngươi hãy chết đi. Vèo. Kỳ Linh lắc người biến mất trong tầm nhìn của sinh vật hình người màu đen vạm vỡ. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ chụp hụt, bàn tay to quét nhanh bốn phía. Biến mất rồi ư? Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ cảm thấy dù Kỳ Linh biến mất, nhưng chỉ dựa vào độn thuật trốn đi sẽ không trốn thoát quá xa. Sau lưng sinh vật hình người màu đen vạm vỡ vang lên giọng nói: ở đây này. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ ngạc nhiên nhìn ra phía sau. Phía xa đằng sau có thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ thầm cảnh giác: nhanh quá. Kỳ Linh lắc đầu nói: không có thân thể đế quân áo đen, cảnh giới thì bình thường, đánh nhau sống chết tuy chiếm chút ưu thế, nhưng nếu ta muốn đi thì ngươi không đủ trình độ ngăn cản ta đâu. Kỳ Linh bỗng nhiên sinh ra cảm khái, năm xưa lần đầu tiên thấy xác chết sinh vật hình người màu đen làm hắn vô cùng rung động, không ngờ bây giờ thực lực của hắn đang ngang ngửa sinh vật hình người màu đen. Về kiếm đạo, Kỳ Linh mạnh hơn tâm kiếm đế quân ngày xưa một đẳng cấp lớn. Tâm kiếm thuật của Kỳ Linh đã đến thức thứ 14, chỉ yếu hơn thức thứ 15 của tâm kiếm đế quân chút xíu. Về thực lực tổng thể, Kỳ Linh mạnh hơn tâm kiếm đế quân ngày xưa, đã đặt chân vào sức chiến đấu cấp chúa tể. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ nổi giận: đạo quân nhỏ bé thật là cuồng vọng, chết đi cho ta. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ đạp hư không chạy nhanh như bay đến, mỗi một bước chân làm hư không chấn động, bàn tay to điên cuồng đập tới. Xoẹt. Kỳ Linh nhích người, hắn hóa thành kiếm quang chợt lóe đã đến hướng khác, tránh xa mấy chục vạn dặm. Kỳ Linh lắc đầu nói: người không chạm vào ta được đâu. Thật nhẹ nhàng, khi Kỳ Linh nhờ trung cực kiếm đạo bước vào tứ bộ đạo quân thì tốc độ chưa nhanh như vậy, nhưng qua hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên, đạo lôi điện của hắn đã đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, đơn thuần về tốc độ càng đáng sợ. Đạo không gian cũng đến cấp thánh thành chi chủ, vận dụng không gian rất cao, nên tốc độ của Kỳ Linh hiện nay đã đến đẳng cấp mới. Nếu không là chúa tể đơn thuần tinh thông tốc độ thì không bắt kịp hắn được. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh ở phía xa truyền âm hỏi: một đạo quân mà cũng không bắt được ư? Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ tức điên nói:
đạo quân nhỏ bé nhà ngươi. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ ngửa đầu phát ra một tiếng giống điên cuồng. Bùm! Lấy sinh vật hình người màu đen vạm vỡ làm trung tâm, tràn ngập sương khói trắng đậm nhanh chóng bao phủ ngàn vạn dặm, khiến chung quanh như rơi vào vũng bùn. Tốc độ của Kỳ Linh buộc phải chậm lại. Kỳ Linh lắc người biến ra ba đầu sáu tay, sáu thanh Bắc Cổng kiếm sau lưng bay vào tay. Ta biết mà, đế quân áo đen của Tây Tư tộc không có lý nào lại yếu như vậy. Kỳ Linh nhếch mép, đến đây đi. Phập phập phập. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ siêu cuồng bạo, sức mạnh hùng hồn, tức giận đạp mấy bàn tay muốn đập chết Kỳ Linh. Nhưng về cảnh giới chỉ ở cấp bậc thánh thành chi chủ, khiếm khuyết rõ ràng lớn. Kỳ Linh ở trong sương mù màu đen rất là nhẹ nhàng, hắn không thi chuyển bí thuật, đi trong khói đen không nhanh, nhưng kiếm của hắn thì lại siêu nhanh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang vụt qua không trung, mỗi vệt kiếm quang mơ hồ khó nắm bắt, loáng thoáng trông thấy vệt kiếm quang có vẻ mờ nhạt, nhưng uy năng đáng sợ làm tim người đập nhanh, tất cả thứ ngăn cản nó đều bị nó chém chết. Đây là uy lực đáng sợ sau khi kết hợp trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng và tâm kiếm thuật thức thứ 14. Mỗi đường kiếm vừa nhanh lại vừa quỷ mị khó lường, khiến sinh vật hình người màu đen vạm vỡ cảm giác từng đợt lực lượng xuyên thấu chui vào người. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong một giây hai bên đánh nhau hơn trăm lần, sinh vật hình người màu đen vạm vỡ không đánh trúng Kỳ Linh một lần nào, nhiều lần bị hắn chà đạp. Kỳ Linh cau mày, thân hình rất cứng, ta dốc hết sức vậy mà không tổn thương hắn được. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ chợt tách ra tức giận nói, đây đâu phải là đạo quân, là chúa tể mới đúng, ta không thể làm gì hắn được. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh bị thanh ma chúa tể áp chế truyền âm dục dã, người không biết liều mạng sao, thiêu đốt căn nguyên, đánh nhanh rút ngọn đi. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ không thèm liều mạng, người thử xem, ta đến bây giờ còn không đụng được hắn một cái, kiếm pháp của hắn không có chút sơ hở, dù ta liều mạng hắn cũng có thể chạy trốn đến chỗ thanh ma. Bọn họ khác với tu hành giả, về mặt phục hồi năng lượng không bằng tu hành giả. Nếu liều mạng, sinh vật hình người màu đen có nguy cơ cạn kiệt, chờ khi kiệt sức, uy năng thân thể sẽ giảm mạnh, có thể bị công phá mà mất mạng. Rút lui. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ lui về rất nhanh. Hai sinh vật hình người màu đen tụ tập bên gã, thanh ma Bạch Dung cũng đến bên cạnh Kỳ Linh. Hai bên giằng co, ba sinh vật hình người màu đen thầm giận nhưng cũng cảm thấy rung động. Một đạo quân mà mạnh đến mức này, sức chiến đấu tuyệt đối là cấp chúa tể. May mắn thân thể của bọn họ cứng rắn, nếu là đế quân khác, với kiếm thuật hiện giờ của Kỳ Linh, một nhát là đứt đầu. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh nhìn Kỳ Linh nói, lợi hại, ngươi là đạo quân mà đã tuyệt vời như vậy, làm ta bội phục ngươi. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, thật sự ngươi muốn đối địch với băng phong quân đoàn ta sao? Kỳ Linh lắc đầu nói, ta không muốn đối địch, nhưng bảo ta đưa miễn phí vực giới phi chu là không thể nào. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh lạnh lùng cười nói, rất gan dạ, nhưng người đang đối địch với chúng ta, cho người cơ hội cuối cùng giao vực giới phi chu ra, nếu không chúng ta đành bẩm lên trên, lúc đó các ngươi chỉ có một đường diệt vong mà thôi. Nhìn biểu tình của Kỳ Linh, sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh quát lên, tốt tốt, chúng ta đi, lần sau đến giết hết bọn chúng đi. Ừ, đi. Ba sinh vật hình người màu đen vào một khe hở thời không rồi biến mất. Trong không trung chỉ còn lại Kỳ Linh, Thanh Ma và Bạch Dung. Thanh Ma nhìn thiếu niên áo trắng ở trước mắt mình, cảm nhận được so với lần đánh nhau trong giao hỏa cảnh thì thực lực của hắn đã cao hơn nhiều, giờ đã vào đẳng cấp chúa tể thật sự. Thanh Ma nhỏ giọng nói, Bắc Minh à, lần này thực sự đối địch với băng phong quân đoàn, băng phong quân đoàn không dễ chọc vào đâu, với tính cách của băng phong quân đoàn sẽ đại khai sát giới. Mắt Kỳ Linh có một tia sát khí, bọn họ không dễ chọc, nhưng ta cũng khó chọc như vậy. Thanh Ma liền ngây người, sao ngươi? Kỳ Linh nói, không lâu nữa ta có thể phá giải trận pháp đó rồi, cầm hỏa thân sẽ được đi ra. Thanh Ma vui mừng hỏi, ngươi có nắm chắc rất nhanh có thể phá giải trận pháp đó không? Kỳ Linh nói, cũng cỡ đó thôi, dù chậm chút thì nhờ vào sao hỏa cánh ta có thể câu giờ, dựa vào vực giới phi chu chạy trốn từ từ cũng có thể tranh thủ đủ thời gian. Nhưng chắc không cần rắc rối như vậy đâu, trước khi bọn họ đến lần thứ hai
Cầm Hỏa Thân sẽ được ra ngoài. Thanh Ma kích động, mừng như điên nói: Lợi hại, chỉ cần Cầm Hỏa Thần đi xa là thật sự bá đạo mà. Hỗn độn nguyên thú ư? Ha ha, một con hỗn độn nguyên thú nghe hiệu lệnh của ngươi, ai dám chọc vào đây? Ra lệnh một tiếng, hỗn độn nguyên thú giết vào, băng phong quân đoàn, phá hủy hang ổ. Bệ hạ cô độc cũng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn, chứ không làm gì Cầm Hỏa Thần được đâu. Thanh Ma nhìn Kỳ Linh oán trách: Ngươi phải nói sớm chứ, mới rồi còn làm ta sợ, còn dự định đi phiêu bạt khắp nơi. Kỳ Linh cười nói: Không có Cầm Hỏa Thần thì ta cũng không dám cứng rắn như vậy đâu. Không nói nhiều nữa, bắt đầu từ giờ ta sẽ dốc hết sức lo phá giải trận pháp, hy vọng sẽ làm nhanh. Tại khu vực bên rìa Viêm Long vực giới, vô số lôi điện bản cứ giữa hư không, bỗng nhiên có ba sinh vật hình người màu đen nhanh chóng đến gần. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh kêu gọi, vèo, vô số lôi điện lan tràn, chật trụ thành hình người, biến ra một nam nhân áo tím, tóc tím. Đó là Lôi Tinh Chúa Tể, điều khiển vực giới Phi Chu. Lôi Tinh Chúa Tể cười hỏi: Sao, đã lấy được vực giới Phi Chu rồi ư? Ba sinh vật hình người màu đen không cười, vì lúc trước còn tự tin tràn trề, ai ngờ lại cụp đuôi trở lại, còn phải nhờ Lôi Tinh Chúa Tể đưa về. Thật ra Lôi Tinh Chúa Tể cố ý hỏi câu đó, gã nhận ra ngay sự việc. Lôi Tinh Chúa Tể rất vui vẻ, có dịp cười vào mặt mấy đứa quân áo đen của băng phong quân đoàn. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh lạnh lùng nói: Không có, Lôi Tinh Chúa Tể, người đã đoán đúng rồi. Đạo quân nhỏ bé đó thực sự không sợ chết đâu, dám đối đầu với chúng ta. Sinh vật hình người màu đen mắt chột gắt lên: Bắc Minh đạo quân đó quá ngông cuồng, dám đối địch với băng phong quân đoàn chúng ta, phải bẩm báo cho tướng quân. Làm chúng ta vất vả chạy tới chạy lui xa như vậy, suốt cuộc nhờ tướng quân tự mình ra tay, hắn phải chết thôi. Thiên Thương Cung gì đó cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ, sát khí ngút trời, phải khiến cho hắn ta hối hận. Lôi Tinh Chúa Tể nói thầm trong bụng: Chấn lột không thành công còn cuồng như vậy ư? Không uổng là băng phong quân đoàn, mà không ngờ Bắc Minh đạo quân thật sự rất có cốt khí. Lôi Tinh Chúa Tể hỏi: Sao, giờ đi về đâu đây? Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh đáp: Đi Hành Vân Sơn của tướng quân. Lôi Tinh Chúa Tể khó hiểu: Hành Vân Sơn là ở đâu? Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh bất mãn gắt lên: Là động phủ của tướng quân nhà ta, nằm trong Thiên Lang vực giới, chuyện này mà Lôi Tinh Chúa Tể ngươi cũng không biết sao? Lôi Tinh Chúa Tể đã hiểu, cũng không giải thích cái gì. Lôi Tinh Chúa Tể chưa đi Thiên Lang vực giới bao giờ, nhưng có biết Lang Chủ Sơn của Thiên Lang vực giới. Lang Chủ Sơn là cách gọi ở bên ngoài, tên chính thức của nó là Hành Vân Sơn. Lôi Tinh Chúa Tể vung tay lên, một chiếc vực giới Phi Chu liền hiện ra. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ tức giận nói: Chúng ta phải nhanh lên, nhanh chóng bẩm báo tin tức này, nếu không cục tức cứ nghẹn ở trong bụng đây này. Bọn họ đã quen thói thô bạo, ngẫu nhiên gặp chống cự sẽ khiến họ tức giận, đặc biệt kẻ chống đối chỉ là đạo quân lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy nhục nhã. Viêm Long vực giới cách Thiên Lang vực giới xa tít mù, bọn họ không có cách nào trực tiếp liên lạc. Dù là bản tôn đạo quân với Nguyên Thần thứ hai, nếu cách quá xa thì cũng không thể cảm ứng được, ít nhất phải là Vĩnh Hằng Đế Quân cấp Thánh Thành chi chủ, hồn phách đủ mạnh thì bản tôn và Nguyên Thần thứ hai dù cách xa vẫn cảm ứng được. Nhưng khiến một phụ tá cấp Thánh Thành chi chủ đi theo thì rất là khó khăn, không có tự do thà chết cho rồi. Vèo, vực giới Phi Chu sẽ rách thể không đi nhanh, xuất phát hướng Thiên Lang vực giới. 1800 mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên sau, Lôi Tinh Chúa Tể điều khiển vực giới Phi Chu rốt cuộc cũng đến được Thiên Lang vực giới. Đó là Hành Vân Sơn. Ba đế quân áo đen nhìn núi lớn nguy nga sừng sững giữa hư không phía xa, lộ vẻ vui mừng. Đó là hang ổ của bọn họ. Hành Vân Sơn màu xám, mặt trên rậm rạp hoa văn. Trên đỉnh cao nhất Hành Vân Sơn tỏa ánh sáng bạc mông lung. Trong ánh sáng bạc có dãy cung điện xinh đẹp, đó là chỗ ở của Lang Chủ và thuộc hạ. Ba đế quân áo đen bay vào vực giới Phi Chu liền hét lớn: Tướng quân, tướng quân, tướng quân! Giọng nói văng vẳng trên không trung Hành Vân Sơn. Ồ, nhóm Tịch Minh đã về rồi, là huynh đệ Tịch Minh. Các bóng người bay ra từ Hành Vân Sơn đều là sinh vật hình người màu đen.
người có đồ án màu bạc tỏa ra hơi thở băng giá hùng hồn. Lôi Tinh Chú Tể điều khiển vực giới phi chu nói thầm trong bụng, vốn là tu hành giả bình thường lại đi từ bỏ cơ thể biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng Lôi Tinh Chú Tể cũng không biết đám đế quân áo đen này vốn chỉ là vĩnh hằng đế quân bình thường, sau khi hóa thành đế quân áo đen ít ra có thực lực cấp chúa tể. Đó là cái gì vậy? Vực giới phi chu ư? Là vực giới phi chu sao? Các sinh vật hình người màu đen bay ra nhìn thấy vực giới phi chu ở phía xa. Vực giới phi chu vô cùng quý giá và hiếm thấy, tướng quân lang chủ của bọn họ cũng không có. Nhưng Lôi Tinh Chúa Tể dám đến một mình vì ba sinh vật hình người màu đen đã lập lời thề bản mệnh bảo đảm an toàn cho gã. Nếu làm trái, ba đế quân áo đen sẽ chết ngay tức khắc. Thứ hai, Lôi Tinh Chúa Tể có nắm chắc chạy trốn. Đừng nói nhảm, mau, mau lên, tướng quân ở đâu? Ta có việc quan trọng, muốn bẩm báo với tướng quân. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tìm ta có chuyện gì? Một bóng người áo vàng từ đỉnh Hành Vân Sơn đi ra, tựa như dùng hoàng kim đúc thành vậy, toàn thân là màu vàng. Sinh vật hình người màu vàng, cũng có đồ án màu bạc trên da, tỏa ra hơi thở hùng hồn, hơn xa đám đế quân áo đen dưới tay. Đây chính là đế quân áo vàng, đỉnh cao nhất trong nghi thức xả thân của Tây Tư tộc trong truyền thuyết. Cái gọi là tôn chủ cần dựa vào tu hành kỳ ngộ, có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất Tây Tư tộc. Đế quân áo vàng thì miễn là chúa tể có thể nhẹ nhàng chuyển hóa thành, sản xuất hàng loạt được, không thể so sánh với tôn chủ. Dù vậy, một đế quân áo vàng có thực lực sánh ngang dị vũ trụ chi chủ, cơ thể càng mạnh hơn, rất khó hủy diệt thân thể của nó. Ba đế quân áo đen chạy về hang ổ, lập tức cung kính hành lễ. Tướng quân! Ánh mắt của lang chủ âm lạnh lướt hướng vực giới phi chu phía xa, rồi nhìn ba thuộc hạ. Nói đi, có chuyện gì khiến các ngươi sốt ruột cưới vực giới phi chu như vậy? Đế quân áo đen mảnh khảnh cung kính nói. Bẩm tướng quân, chúng ta phụng mệnh tuần tra bên ngoài, bỗng nghe được một tin tức nói ở Viêm Long vực giới có người tên là Bắc Minh Đạo Quân. Đạo quân nhỏ bé mà khống chế sao hỏa cánh Tây Tư tộc để lại trên chiến trường năm đó, còn mượn nó khiến một chúa tể thành người đi theo. Lang chủ rất ngạc nhiên. Đạo quân mà khiến chúa tể thành người đi theo ư? Đế quân áo đen xung quanh liền giật mình. Tin tức này luôn lan rộng, nhưng vì Thiên Lang vực giới cách Viêm Long vực giới quá xa. Đế quân áo đen mảnh khảnh tiếp tục nói. Quan trọng nhất là Bắc Minh Đạo Quân có được một chiếc vực giới phi chu. Vì chiếc phi chu này khiến phải chúa tể đế quân trong vực giới xung quanh bọn họ muốn tranh cướp. Cuối cùng hắn nhờ cậy giao hỏa cánh thu phục một chúa tể. Sau khi được tin tức, chúng ta đi ngay, muốn bắt buộc đạo quân nộp lên vực giới phi chu để chúng ta dâng cho tướng quân. Lăng chủ nheo mắt nghe tiếp. Đế quân áo đen mảnh khảnh cắn răng trầm giọng nói. Nhưng hắn ta từ chối. Hắn dám từ chối? Chúng ta đã ra tay, nhưng Bắc Minh Đạo Quân cực kỳ cường đại, có thực lực sánh bằng chúa tể. Dù lăng chủ bình tĩnh cũng bị giật mình, nhẹ gật đầu nói. Đạo quân mà sánh bằng chúa tể ư? Xem ra là ngộ ra đạo trung cực trong truyền thuyết rồi, và còn kỳ ngộ gì khác nữa? Đạo quân dù có thể sánh ngang chúa tể, nhưng ở trước mặt băng phong quân đoàn ta thì không đáng nhắc tới đâu. Người khẳng định hắn dám đối đầu với chúng ta sao? Đế quân áo đen mảnh khảnh gật đầu nói. Đúng vậy. Hai đế quân áo đen bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Đế quân áo đen một mắt nói. Hắn không thèm để chúng ta vào mắt, còn nói muốn vực giới phi chu cũng được, đưa ra báu vật giá trị ngang bằng thì trao đổi. Lang chủ nhíu mày hỏi. Hắn có lai lịch đặc biệt gì không? Đệ tử của Chí Tôn hay gì khác không? Viêm Long vực giới thuộc phạm vi Đạt Phong lĩnh chủ khống chế, không lẽ liên quan tới Đạt Phong lĩnh chủ sao? Đế quân áo đen mảnh khảnh nói. Không nghe nói có lai lịch gì, chắc hắn không liên quan đến Đạt Phong lĩnh chủ. Lúc trước hắn có vực giới phi chu, khiến đám chúa tể đế quân xung quanh giết tới, thế nhưng Đạt Phong lĩnh chủ không nhúng tay vào, vậy chắc không liên quan gì nhau. Đạo quân cuối cùng dựa vào khống chế sao hỏa cánh cản trở rất nhiều người. Đôi mắt vàng của lang chủ lướt nhìn vực giới phi chu ở phía xa. Đã không có lai lịch gì thì đạo quân có yêu nghiệt đến đâu cũng chỉ là con kiến trước băng phong quân đoàn ta thôi. Nếu ta đoán không sai, trên phi chu chắc là Lôi Tinh Chúa Tể phải không? Lôi Tinh Chúa Tể ở trên phi chu hành lễ. Lôi Tinh xin chào lang chủ. Lang chủ nói. Ta muốn dẫn đế quân áo đen dưới trướng đi Viêm Long vực giới,
làm phiền Lôi Tinh Chúa Tể lại đưa chúng ta một lần. Đương nhiên sẽ không bạc đãi Lôi Tinh Chúa Tể đâu. Lôi Tinh Chúa Tể nói, đưa đi một chuyến chỉ là việc nhỏ. Lúc trước đám Chúa Tể đế quân liên minh 16 vực giới lo tranh thủ thời gian cướp vực giới Phi Chu, bởi vậy trả phí cưới vực giới Phi Chu đến nơi giá cất cổ. Bình thường cưới vực giới Phi Chu từ Thiên Lang vực giới đến Viêm Long vực giới rất xa, giá cũng khá cao, nhưng với lang chủ chinh chiến tứ phương giết chóc vô số thì chẳng đáng giá. Lang chủ ra lệnh một tiếng, tất cả đế quân áo đen xuất phát đi theo ta, đi đến Viêm Long vực giới cướp vực giới Phi Chu. Tuân lệnh. Cướp vực giới Phi Chu. Các lơi trong hành vân sơn bay ra chín sinh vật hình người màu đen. Băng phòng quân đoàn trừ bệ hạ cô độc cao cao tại thượng gia có 3 vị tướng quân. 3 vị tướng quân quản lý 12 đế quân áo đen. Bình thường 6 đế quân áo đen luôn đi theo bên cạnh tướng quân. 6 đế quân áo đen khác chia ra 2 tiểu đội tuần tra trong vũ trụ hỗn độn rộng lớn, nếu có tin tức quan trọng lập tức báo về. Dù là 3 vị tướng quân hay bệ hạ cô độc đều mang theo thuộc hạ trực thuộc của mình. Có một phần đế quân áo đen phiêu bạt tuần tra bên ngoài thật lâu dài, khiến băng phong quân đoàn luôn có tin tức nhanh nhạy, tùy thời xen vào một số sự kiện lớn trong vũ trụ hỗn độn. Lần này dưới chứng tuần tra chỉ có 3 đế quân áo đen trở về với lang chủ, cộng thêm 6 vị luôn đi theo, tổng cộng là 9 người. Lôi Tinh Chúa Tể thầm nghĩ, 1 đế quân áo vàng, 9 đế quân áo đen, thực lực như vậy đủ để tàn sát Viêm Long vực giới 8 đến 10 lần rồi. Ta chỉ điều khiển vực giới Phi Chu chở người kiếm chút to vật, ta không đưa cũng sẽ có chúa tể khác đưa dùm thôi. Bạc Minh đạo quân, ngươi chỉ là đạo quân nhỏ bé mà to gan đối địch với băng phong quân đoàn, ta rất phục ngươi. Thế nhưng vì sao các đại năng khác không dám đối địch băng phong quân đoàn đây? Bởi vì hậu quả quá đáng sợ. Lôi Tinh Chúa Tể thầm thổn thức, gã như đã thấy tương lai của đạo quân yêu nghiệt đó. Đế quân áo vàng có sức chiến đấu dị vũ trụ chi chủ, 9 đế quân áo đen hợp tác lại không thua gì một dị vũ trụ chi chủ. Thực lực như vậy trong Viêm Long vực giới có ai cả nổi đây? Viêm Long vực giới vẫn rất bình yên. Lúc trước Kỷ Linh đối với 3 sinh vật hình người màu đen băng phong quân đoàn, hắn không công khai tin này, vì dù có công khai nhóm mang nha chút tể cũng chẳng giúp gì được, thôi thì không làm phiền người khác vậy. Bên trong giao hòa cảnh Ngu Tinh Hải, lão nhân gầy gò thanh ma chúa tể ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm hỏa hắc thạch, biểu tình sốt ruột nói, Bạc Minh à, đã qua 2000 vạn năm rồi, băng phong quân đoàn tùy thời cũng sẽ đến thôi, khi nào ngươi mới phá giải được trận pháp này đây? Kỷ Linh đứng trên lưng cầm hỏa thần đang tập trung tinh thần nhìn xích đen ở trước mắt. Lúc trước ta chỉ phỏng đoán việc phá giải trận pháp không có cách nào xác định 100% được, ta chỉ ước lượng là rất nhanh nhưng có chút sắc số nhỏ. Thanh ma huynh đừng nóng vội, cứ yên tâm, giờ băng phong quân đoàn chưa đến đâu, chờ bọn họ tới giao hỏa cánh, ta nhờ vào giao hỏa cánh có thể bám giữ bọn họ thật lâu mà. Thanh ma chúa tể thúc giục, đó là lang chủ, nghe nói là đế quân áo vàng có một đám đế quân áo đen dưới tay, thực lực như vậy đường lửa không ngăn được đâu, hay là chúng ta rời khỏi giao hỏa cánh trước đi, chờ ngươi hiểu ra trận pháp này rồi trở về cũng không muốn, chờ tới lúc bị chặn đường muốn trốn cũng không trốn thoát được đâu. Kỷ Linh ngước đầu khóe mắt liếc thanh ma chúa tể, nhìn ngươi kìa, chúa tể gì mà sợ như vậy ư? Thanh ma chúa tể cá lại, ta đang suy xét chú đáo thôi. Kỷ Linh cười nói, yên tâm, có lẽ đường lửa không giết được bọn họ, thế nhưng tuyệt đối có thể khiến cho bọn họ giảm tốc độ. Ta ở trong đường lửa thì thông suốt, nhờ vào đường lửa rất dễ cắt đuôi bọn họ bỏ chạy được. Nói xong Kỷ Linh cũng mặc kệ thanh ma đang rối rắm. Kỷ Linh chìm đắm vào vô số trận pháp trên xiềng xích màu đen trước mắt. Hắn đã ghi nhớ tất cả, thế nhưng tự mình quan sát xem những trận pháp vận chuyển ngẫu nhiên vẫn khiến cho hắn hơi xúc động. Thời gian trôi đi, thanh ma khổ sở dày vò, cảm giác băng phong quân đoàn tùy thời sẽ đến thật nhanh, thật là khó chịu. Thanh ma lẩm bẩm, dù phải liều mạng chiến đấu còn tốt hơn cảm giác mòn mỏi chờ đợi như thế này. Bạch Dung ở một bên chân chất nói, chủ nhân của ta không như ngươi. Thanh ma lườm Bạch Dung, ngươi, hắn lo chìm đắm trong trận pháp, còn ta thì đang rảnh nên mới thấy khó chịu như vậy. Bạch Dung liếc qua thanh ma,
Nói dối, người nhát gan, sợ hãi. Thanh Ma trừng mắt lên. Cái khổ lỗi nhỏ bé này dám giễu cợt ta sao? Bạch Dung nhắm mắt lại, lơ đẹp Thanh Ma. Thanh Ma tức giận ngứa răng. Cái tên Bạch Dung hộ vệ chỉ nghe lời Kỳ Linh, dửng dưng với lão, mà lão không làm gì nó được. Vì dù Thanh Ma có đè Bạch Dung ra đánh cũng không làm nó sứt mẻ gì. Bản tôn Kỳ Linh, nguyên thần thứ hai đều chìm đắm trong tham ngộ. Trong đầu hiện ra vô số trận pháp vận chuyển, không ngừng biến đổi phù hợp. Một số trận pháp tan biến, thay đổi loại trận pháp khác. Trận pháp chú trọng nhất là thôi diễn, nên đạo trận pháp nổi tiếng khó khăn. Dựa vào đạo trận pháp thành chúa tể thì địa vị cao hơn chúa tể bình thường rất nhiều. Xoẹt. Vô số trận pháp nhiều lần điều chỉnh nhỏ. Kỳ Linh đạo bào màu đen trong Thanh Hoa động phủ, Kỳ Linh áo trắng trong không gian bí ẩn ở Giao Hòa cảnh, cả hai cùng mở mắt bắn ra tia sáng kinh người. Kỳ Linh thì thào, thanh âm khó nén hưng phấn và kích động. Đã hiểu rồi, tiền bối Tây Tư tộc thật là ghê gớm, có thể vận dụng trận pháp như vậy. Ta có pháp môn tỉ mỉ của văn minh Tây Tư tộc chỉ dẫn mà phải tham ngộ thật lâu mới phá giải được. Kỳ Linh càng nghiên cứu Tây Tư tộc, dù chỉ vẹn vẹn là trận pháp cũng càng thêm bội phục. Hèn gì lúc trước Tây Tư tộc dám kiêu ngạo muốn nô dịch nguyên văn minh tu hành giả. Thanh Ma ngồi trên mặt đất phía xa đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở mắt ra, nhìn hướng Kỳ Linh lộ ra nét vui mừng. Sao vậy, phá giải được rồi ư? Bạch Dung cũng nhìn hắn. Chủ nhân. Kỳ Linh gật đầu nói, có lẽ đã phá giải được rồi. Thanh Ma trợn to mắt nói, cái gì gọi là có lẽ đã phá giải được vậy? Kỳ Linh hít sâu nói, ta thôi diễn trong đầu không có sai lầm, giờ để ta thử xem. Kỳ Linh biến ra ba đầu sáu tay, hơi thở nặng nề hơn. Sáu cánh tay biến dài ra duỗi hướng trường xích màu đen. Sáu cánh tay của Kỳ Linh mỗi ngón tay lóng lánh thi triển ra ấn pháp. Các ngón tay bắt đầu kết trận, lòng bàn tay có từng vòng trận pháp chồng chất lên nhau như máy tính tinh vi nhiều lớp chồng chất vậy. Các ngón tay của bàn tay thứ sáu điểm vào một sợi xích đen. Tốc độ tay điểm và xiềng xích đen có ngón nhanh ngón chậm, mang theo vận luật đẹp tự nhiên. Rắc. Một sợi xích đen bên trong phát ra tiếng răng rắc, từ từ biến động. Cả sợi xích đen thay đổi, nó thô hơn một vòng, từ một đầu phình ra kéo dài tới một chân của Cầm Hỏa Thần. Răng rắc. Xích đen vốn cột một chân tự động phình ra rồi tách rời. Sợi xích đen đầu tiên tách ra dẫn đến sợi xích thứ hai phản ứng một chuỗi dài. Sáu sợi xích đen liên tiếp biến động, cuối cùng sáu sợi xích trói Cầm Hỏa Thần tự động tách ra. Thu. Kỳ Linh vươn ra sáu cánh tay, ngón tay lấp lánh lại điểm vào sáu sợi xích. Vù vù vù. Sáu sợi xích đen từ giữa hư không rút ra bay hướng Kỳ Linh. Hắn thu ba đầu sáu tay, chỉ vươn tay phải ra, sáu sợi xích trở nên mỏng manh ngoan ngoãn, quấn quanh cánh tay hắn như vòng tay. Kỳ Linh mỉm cười nói, đây là một bảo bối tốt, là một binh khí chiến tranh hơi đặc biệt của Tây Tư tộc. Nếu bị sợi xích này giam cầm, chấn nát thì hỗn độn nguyên thú cũng bị giam cầm. Sợ là bất cứ đại năng nào dưới chí tôn đều sẽ bị trói lại, không tránh thoát được. Nhưng Kỳ Linh biết sẽ không ai ngốc, không thể nào mặc cho hắn dùng xích trói họ lại được. Kỳ Linh nhảy xuống khỏi lưng Cầm Hỏa Thần, đứng trước mặt của nó, đá móng vuốt của nó. Cầm hóa, cầm hóa. Cầm Hỏa Thần nằm sấp mờ mịt, ngái ngủ, mở mắt ra. Con mắt to như hồ nước nhìn xuống người áo trắng nhỏ bé, có chút bất mãn nói, chủ nhân à, ta còn đang ngủ mà, chờ phá giải trận pháp xong hẵng kêu ta được không? Buồn ngủ quá đi, buồn ngủ chết đi được. Kỳ Linh thầm bĩu môi, người dù gì cũng là hỗn độn nguyên thú, trừ ăn rồi ngủ, không có chút phong phạm đại năng nào cả. Kỳ Linh lắc đầu nói, mau đứng lên đi, đã gỡ bỏ xích ra rồi mà không nhận ra sao? Cầm Hỏa Thần xoe tròn mắt, sao đã gỡ xích ra rồi ư? Cái đầu to của nó nhìn cánh của mình, rồi lại cúi đầu sát bụng nhìn bốn cái chân ngắn. Thân thể to lớn kích động nhảy cẫng lên. Cầm Hỏa Thần ra vui, không có, không có, sợi xích mất rồi, xưởng xích đáng ghét rốt cuộc cũng mất rồi. Ta bị nhốt ở đây lâu như vậy, muốn biến lớn hay thay đổi hình dạng cũng không được, muốn kiếm đồ ăn ngon cũng không thể. Có chủ nhân đến ta mới được ăn xứng miệng một lần. Quá là đau khổ, đau khó chịu chết đi được. Giờ thì vui rồi, vui rồi. Cầm Hỏa Thần ngửa đầu cười ồm ồm, tiếng cười quanh quẩn trong không gian bí ẩn không ngớt. Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung bịt lỗ ta lại.
Tiếng cười quá vang dội, Cầm Hỏa Thần giống to: "Ta biến, ta biến, ta biến đây!" Vèo! Cầm Hỏa Thần mau lửa đỏ, có cánh thân hình khổng lồ, bỗng biến thành hình người, hơi cao hơn Kỷ Linh, Thanh Ma một chút, mập mạp. Tên mập làn da hồng hào, mắt mơ hồ, nhìn như đồ khờ, hơi thở cũng hoàn mỹ giấu đi, chẳng thoát ra chút uy hiếp nào cả. Cầm Hỏa Thần đắc ý, lắc mông to: "Ôi cha, đã lâu không biến thành hình người rồi, thật là thoải mái mà. Những tu hành giả Tây Tư tộc không ai nhận ra ta cả." Nguyên hình của Cầm Hỏa Thần như con gấu to, mọc cánh nên rất thích lắc mông. Kỷ Linh đăm chiêu: "Sao, biến thành hình người ư?" Kỷ Linh tò mò hỏi: "Cầm Hỏa, bình thường ngươi luôn giữ hình người hay sao?" Cầm Hỏa Thần gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ khi lang bạt trong hắc ám vô tận mới hiện ra nguyên hình để chạy nhanh hơn thôi. Khi đến vực giới, đôi khi ta rất muốn ăn, sẽ ăn luôn một phương vực giới. Nhưng rất nhiều lúc ta không muốn ăn trọn vực giới đâu, vì trong vực giới có nhiều cái ăn không ngon. Sinh ra, hủy diệt, đây là quy luật vạn vật của vũ trụ vận hành. Trí tuệ của hỗn độn nguyên thú như con nít xem như tay đấm tốt nhất của căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Tu hành giả cường đại có đạo tâm quá mạnh, căn nguyên vũ trụ hỗn độn rất khó vô hình chung dẫn đường. Nhưng dẫn dắt một con hỗn độn nguyên thú thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều, khiến nó đột nhiên sinh ra dục vọng, nuốt mãnh liệt, ăn luôn vực giới. Một số thiên thể có tính hủy diệt như âm dương sinh tử luân, để được dưỡng dục ra căn nguyên vũ trụ hỗn độn cần nhiều nhân tố, ví dụ như thời gian. Kỷ Linh thầm thổn thức: "Hèn gì, Viêm Long vực giới bị âm dương sinh tử luân uy hiếp, nhưng các chí tôn không ra tay, vì nếu xen vào sẽ bị phản phệ." Cầm Hỏa Thần tiếp tục nói: "Khi không muốn ăn nguyên vực giới thì ta sẽ âm thầm biến thành hình người, không ai phát hiện ra lai lịch thật sự của ta. Ta thỏa thích dạo chơi khắp nơi trong vực giới, tìm các loại thức ăn ngon. Ngẫu nhiên sơ sẩy bị lộ thân phận, ta sẽ chạy ngay." Cầm Hỏa Thần đắc ý nói: "Ta có thể cảm giác một số tu hành giả cường đại đến, giữ sức cảm nhận trước rồi chạy đi, bọn họ không tìm thấy ta." Kỷ Linh gật gù: "Hèn gì, khó gặp hỗn độn nguyên thú như vậy." Cầm Hỏa Thần nghiến răng nói: "Đáng tiếc lần đó, tuy ta cảm ứng nguy hiểm đáng sợ rồi, ta trốn mãi vẫn bị Tây Tư tộc đuổi kịp rồi bị bắt đi. Để ta phát hiện Tây Tư tộc, nhất định ta sẽ ăn bọn họ." Kỷ Linh nói: "Tây Tư tộc đã bị hủy diệt từ lâu rồi, dù còn sót lại cũng không đến lượt ngươi đâu. Các chí tôn đã ra tay trước rồi." "Được rồi, trận pháp đã bị phá, ngươi có thể rời khỏi đây, đi thôi. Theo ta về vực giới quê ta nhìn xem." Khuôn mặt hồng hào của Cầm Hỏa Thần tràn đầy kích động nói: "Được, ta muốn đi, muốn đi. Lâu rồi không đi vực giới rồi." Thanh Ma và Bạch Dung ở bên cạnh thấy xấu hổ, thật là như dụ con nít vậy. Cầm Hỏa Thần liếc nhìn Thanh Ma Bạch Dung đứng một bên, trong mắt xoay tròn, nhàn nhã đi nhanh đến bên cạnh Thanh Ma. Thanh Ma chút tể khó hiểu hỏi: Ngươi làm gì vậy?" Bịch! Cầm Hỏa Thần xoay mông to chân Thanh Ma chú tể sang một bên, tay múm mím vỗ ngực. Cầm Hỏa Thần nói: "Từ hôm nay trở đi, dưới chứng chủ nhân ta xếp hạng lão đại, Bạch Dung là lão nhị, còn lão giả xấu xí nhà ngươi thì là lão tam." Thanh Ma giận tức điên: "Dựa vào cái gì chứ?" Cầm Hỏa Thần như con nít vậy, nhưng thực lực mạnh mẽ, bị nó cưỡi chân đầu cũng đành thôi, tại sao một khôi lỗi hộ vệ cũng có thể xếp trước lão được? Cầm Hỏa Thần lướt xéo Thanh Ma: "Vì ta gai mắt với ngươi, đừng tưởng ta không thấy ánh mắt của ngươi. Ta đoán trong lòng ngươi hơi xem thường ta. Ta đi vực giới vô số rồi, gặp bao nhiêu tu hành giả, ai tốt ai xấu với ta, ta chỉ nhìn một cái là ta biết ngay. Bạch Dung tốt hơn ngươi nhiều." Kỷ Linh buồn cười lại vừa cảm khái. Cầm Hỏa mặc dù không có trí tuệ cao, nhưng có tấm lòng son, cảm nhận rõ ràng ai tốt ai xấu với nó. Cầm Hỏa Thần chia ngón cái trắng bóc vào ngực Thanh Ma: "Hiểu chưa, hiểu chưa, ta là lão đại, Bạch Dung là lão nhị, ngươi là lão tam. Ngươi không nghe, ta sẽ đánh tới khi nào ngươi nghe thì thôi." Thanh Ma bất đắc dĩ nói: "Nghe rồi, nghe rồi, được rồi, ngươi là lão đại, Bạch Dung lão nhị, ta là lão tam, được chưa?" So đo với một con hỗn độn nguyên thú chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy mới phải chứ. Cầm Hỏa đến bên cạnh Kỷ Linh quyến luyến nói: "Chủ nhân, chúng ta đi thôi." Kỷ Linh gãi đầu, cảm giác như mình có thêm một đứa trẻ vậy. Kỷ Linh nói: "Đi, về Viêm Long vực giới nào." Thanh Ma chợt mở miệng hỏi: "Bác Minh có nên xử lý Đông Hỏa trước không?"
Kỳ Linh lắc đầu nói: Không vội, Đông Hóa là cá nằm trên thớt rồi, nhưng muốn giết hắn phải để Cầm Hỏa ra tay. Vậy trước khi chết, Đông Hóa chắc chắn truyền tin này ra, tốt nhất đừng để sinh ra nhiều biến cố. Ta còn cần Cầm Hỏa hỗ trợ đối phó Băng Phong Quân Đoàn. Cầm Hỏa Thần không thèm để ý Băng Phong Quân Đoàn vào mắt. Băng Phong Quân Đoàn đó dám truy sát chủ nhân ư? Cứ giao cho ta, ta sẽ ăn hết bọn chúng. Trừ tôn chủ của Tây Tư tộc, chí tôn của tu hành giả ra, Cầm Hỏa Thần không sợ gì hết. Viêm Long Vực Giới, tại một mảnh hư không trong hoàng cung của Mang Nhai Quốc, Mang Nhai Chúa Tể thân hình cao lớn đang trong chỗ của mình. Sao? Mang Nhai Chúa Tể từ từ mở mắt ra, trong mắt chất chứa khó hiểu. Sao bỗng nhiên lại sinh ra cảm ứng? Dường như có việc gì quan trọng sắp xảy ra ở Viêm Long Vực Giới chúng ta. Lần trước sinh ra cảm ứng là Xích Ba Điện xuất thế. Trái cây trong điện rất có ích với Chúa Tể, đế quân. Hơn nữa Xích Ba Điện có ảnh hưởng rất sâu xa. Lần này cảm ứng vô hình dường như không phải báu vật mà là áp lực. Mang Nhai Chúa Tể rất khó hiểu. Lão cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, áp lực vô hình làm cho lão kinh hoàng. Tu hành đến cảnh giới đủ cao sẽ mơ hồ cảm ứng một số việc rất quan trọng gần gũi với mình. Cảnh giới của Chúa Tể tính ra đứng sau Chí Tôn, còn dị vũ trụ chi chủ thật ra chỉ là Chúa Tể quản lý một dị vũ trụ. Tính từ cảnh giới đạo thì Chúa Tể, dị vũ trụ chi chủ hay bệ hạ cô độc và đặt phong lãnh chủ có binh khí chiến tranh đáng sợ của Tây Tư tộc đều ngang hàng với nhau. Phong Vũ Chúa Tể, tộc sinh mệnh đặc biệt tỉnh lại từ trong tĩnh tu vắt óc lo âu. Sao? Viêm Long Vực Giới xảy ra chuyện gì vậy? Sao khiến ta thế lòng thiết chặt lại? Dường như có lực lượng gì rất đáng sợ. Tộc cổ tu hành giả Minh Lan Chúa Tể cũng đang lo lắng. Cảm ứng không sai được, Viêm Long Vực Giới chắc chắn có chuyện gì rồi. Đi hỏi Mang Nhai, Phong Vũ xem hai người đó có biết gì không. Lúc trước ba người bọn họ mạnh nhất Viêm Long Vực Giới, có chuyện gì cũng sẽ giao lưu với nhau. Kỳ Linh phá giải trận pháp thành công, Cầm Hỏa Thần khoát thoát khốn cùng hắn đi Viêm Long Vực Giới, còn vào Thiên Thương Cung. Nguyên Viêm Long Vực Giới chỉ có ba Chúa Tể sinh ra cảm ứng. Các đại năng ở vực giới khác khoảng cách quá xa, ảnh hưởng đến họ siêu nhỏ đến gần như không có, nên không sinh ra cảm ứng gì cả. Trong liên minh 16 vực giới, trừ Viêm Long Vực Giới ra, vẫn có một vị đại năng sinh ra cảm ứng. Đó là người mạnh nhất liên minh 16 vực giới, đạt phong lãnh chủ. Trên Thanh Dương Tinh, Bí Ma Vực Giới. Trong một sân yên tĩnh, có lão nhân khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn bóng loáng. Lão già có râu ria xồm xoàm, tóc bù xù, chân mày rối dính vào nhau, rất là lôi thôi. Thế nhưng lão nhân biểu tình bình tĩnh, nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa. Mỗi lần lão tĩnh tọa, thời gian dài ngắn khác nhau, lâu thì qua hàng vạn hỗn độn kỷ nguyên cũng là bình thường. Đạt phong lãnh chủ rất thích tĩnh tọa như vậy. Khi tĩnh tọa, trong lòng không linh, các loại linh quang rời rạc khắp nơi chợt ùa lên, dường như suy nghĩ nhiều điều lại như không nghĩ gì cả. Đến cảnh giới như đạt phong lãnh chủ, một số báu vật phụ trợ tu hành đã vô dụng vì lão tu hành quá lâu rồi. Nếu có thể đột phá từ cảm ngộ thì đã sớm đột phá. Bây giờ điều đạt phong lãnh chủ cần là ngộ đạo, thực sự là ngộ đạo. Không có báu vật nào hỗ trợ được. Bệ đá chí tôn của Kỳ Linh chỉ vẹn vẹn khiến hiệu suất tu hành của hắn tăng nhiều. Nếu đụng đến bình cảnh thì bệ đá cũng thua. Khi kẹt trong bình cảnh, không có báu vật nào khiến cảnh giới tăng lên chút xíu được, chỉ có thể dựa vào ngộ đạo. Sao? Tâm cảnh đang không linh, đạt phong lãnh chủ bỗng cảm giác lực lượng vô hình ập đến. Đạt phong lãnh chủ mở bừng mắt ra, trong mắt động tia kinh sợ, giây lát sau mới bình tĩnh trở lại. Đạt phong lãnh chủ cau mày suy tư. Trong vô hình có lực lượng đáng sợ xuất hiện, dường như ta cũng không thể khống chế được. Thế nhưng khiến ta sinh ra cảm ứng thì chắc chắn liên quan tới ta, là Bí Ma Vực Giới hay Liên Minh 16 Vực Giới đây. Liên Minh 16 Vực Giới là địa bàn của Đạt Phong Lãnh Chủ, giống như thế lực kiêu ngạo như Băng Phong Quân Đoàn cũng phải xác nhận Bắc Minh Đạo Quân không liên quan gì với Đạt Phong Lãnh Chủ mới âm thầm vào Viêm Long Vực Giới, chỉ nhằm vào một mình Kỳ Linh, không gây ra sóng gió nhiều. Từ đây đủ biết sức chấn nhiếp của Đạt Phong Lãnh Chủ. Đạt Phong Lãnh Chủ bệ hạ cô độc sẽ không xen vào cấp dưới mâu thuẫn, miễn không gây sóng gió lớn là được. Đạt Phong Lãnh Chủ thầm thắc mắc, ta cũng không thể nào khống chế, xảy ra chuyện gì vậy? Đạt Phong Lãnh Chủ bắt đầu thôi diễn. Đạt Phong Lãnh Chủ trở thành Chúa Tể quá lâu rồi, lâu hơn nhóm Mang Nhai Chúa Tể rất nhiều. Từ chiến tranh thượng cổ, Đạt Phong Lãnh Chủ đã nổi tiếng lừng lẫy,
từng nhận được không chỉ một vị chí tôn chỉ điểm. Đạt Phong lãnh chủ có cảnh giới rất cao trong nhiều đạo, lão ngộ ra ba đạo đến cảnh giới chúa tể. Đạo thôi diễn thì quá khó khăn, Đạt Phong lãnh chủ còn chưa đến cấp thánh thành chi chủ, kém một mảng lớn, chỉ ngang ngửa Đại Mạc đạo quân lúc trở thành tứ bộ đạo quân thôi diễn ra. Dù vậy, Đạt Phong lãnh chủ vẫn có thể thôi diễn được đôi chút. Đạt Phong lãnh chủ nhíu mày nói, liên quan đến ta, trong liên minh 16 vực giới thật sự xảy ra cái gì rồi? Tỉ mỉ hơn thì không có cách thôi diễn được. Cảm giác bất an làm cho Đạt Phong lãnh chủ không thể bình tĩnh mà tu hành. Đạt Phong lãnh chủ thầm nghĩ, không biết Dịch Ba đế quân đang ở đâu, đành nhờ Hắc Mộc hỗ trợ vậy. Bàn về đạo thôi diễn, tất nhiên Dịch Ba đế quân rất đáng sợ, đã đến đẳng cấp chúa tể trong đạo này. Đánh nhau thật ra thì hơi yếu, bàn về thôi diễn, trừ chí tôn cao cao tại thượng gia, Dịch Ba đế quân đã đại biểu cho cực độ. Những tồn tại như Đạt Phong lĩnh chủ, bệ hạ cô độc đều không muốn đắc tội với Dịch Ba đế quân, ngược lại khách sáo mà đối xử. Đạt Phong lĩnh chủ nghĩ đến Dịch Ba đế quân đầu tiên, đáng tiếc không tìm thấy người, chỉ đành nhờ Hắc Mộc chúa tể. Tuy Hắc Mộc chúa tể chỉ kiêm tu đạo thôi diễn, nhưng về đạo đã tới cấp thánh thành chi chủ, rất là nghịch thiên rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 245 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.